Dạ, kênh Bonsai Ngọc Thanh kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị các bạn luôn hoan chú ý. Như là con mình vàng, như là ghép ta, không là xin xin quạt. Còn dưới lít gian với tôi thì đã ngày tiếp lên năm. Rồi em chào anh Linh ha. Rồi em cũng xin mến chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em cũng tiếp tục lên clip nữa. Hôm nay em có phôi mai vàng ha, với phôi mai tứ quý đế quýt luôn ha, với có mấy cây thành phẩm cúc thọ hương với siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Thì để giao lưu với cô chú thì qua số điện thoại của em là 0939048121 ha. Em tên Mao ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. Rồi em vô đầu clip coi phôi mai vàng trước nha cô chú. Cây này sắc lớn nha cô chú. Hôm nay em có mấy cây tứ quý đế đẹp lắm nha cô chú. Này có cái rễ treo mà em không có cắt nha, để cô chú mình về muốn ghép cái chi nhỏ nhỏ chơi ghép. Không thì cô chú mình cắt sau ha. Ở dưới nó có cọng đế lực lắm nè. Cốt cành thì nó đóng cũng khéo lắm. Sắc lớn luôn cô chú ạ. Rồi chiều cao em đo tới mặt bầu là 62. 62 ha. Đo gần luôn. Hoành vị trí này là 41 nha cô chú. 41 hoành ha. Sắc lớn luôn. À, đường kính bầu 51. Cái này nó nâng cây nhìn nó bự. Nó thân hơn gan. Rồi cây mã số 1 em giao lưu với cô chú giá 1.900.000. Cốt cành đều nha cô chú, cốt cành đẹp lắm nha, có cái đế thì nó khá đế thôi. Chứ cốt cành cây này ok, thân lực nữa. Ba nó quá đẹp luôn. Nghiêng chút kệ đi, rồi tiếp luôn. Cây này cũ nở nha cô chú, cây này cũng mai vàng ha, thân nó cũng lắc ha. Cây này cái form trên nó có sẵn em để gì luôn ha, chứ cây này mình cắt gì mình chơi ba chi thôi cũng được ha, 1 2 3 ha. Để gì thì cũng đầy đủ luôn, cốt cành nó dư mà. Ủ tròn ủng luôn nha cô chú. Nó bài bài xuống luôn. Đây nó cái chỉ cái thèo này cái. Chỗ này xưa nó tét cái nhánh nha cô chú, nhưng mà nó kéo muốn liền ha, chỗ chính giữa này liền rồi nè. Này muốn bít rồi đó, còn chút xíu bên đây thôi. Cũng rất là mạnh. Rồi em đo luôn ha. Chiều cao tới mặt bầu luôn là 57. 57. Cái đường kính bầu là 57 luôn. Hoành em đo hai vị trí cho cô chú ha. Cái cây này là khó đo lắm nha cô chú, nó chạc chạc. Vì là 42 nha cô chú. 42 nè, tính 41 thôi cũng được nữa. Rồi xuống xuống cũng như cái thân luôn. À, vị trí này 57 nè. Đó. 57 nó đặt sạch luôn. Xuống nữa không? Xuống nữa chút nữa là 71 rồi cô chú. Cây này đẹp cây nha cô chú. Khéo cây. Cây này mình cắt lại cũng đẹp nha cô chú. Để về thì cũng đẹp luôn. Rồi cây số 2 này em giao lưu với cô chú là giá 3.700.000 cô chú ạ. Cây này khéo cây. 3.700.000 nha, cây nở củ chà bá lửa luôn. Củ nu mập mà. Dạ. Rồi tiếp theo là tứ quý của chú ơi. Tứ quý đấy là khủng bố luôn nha cô chú, đấy củ luôn. Dạ. Tới mặt bầu luôn là chiều cao đo được 75 đi. Hết biết cái củ luôn cô chú, đặc khừ luôn nha. Đặt luôn tự nhiên luôn, không có chỉnh sửa gì luôn nha.
nguyên khối luôn. Để nó bành 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 là to nữa. Gồm kẹo chứ. Cây này thì nguyên cũ dữ lắm luôn mà cốt cành thì cũng chơi được nha, nó không bằng cây số 4, cây số 4 cốt cành dữ. Rồi, cái này cốt cành cũng được. Cái này thì cũng chơi được thôi. Như là chơi ngon rồi. Được cái đế quá trời cái đế. Quá khứ cũng. Còn kẹo nha. Đặt sạch luôn á. Gốc nó cũng nở, nó gốc nó phì ra. Để bình bành luôn. Để to to, lực cây thì nó mạnh cây. Cây mà cái bự mà kẹo này vậy, cây rất là mạnh. Cây cũng tầm trung mà đế nó thì đế lực không nha cô chú. Quá khứ nào đế luôn nha chú. Cứng bầu luôn nha. Kéo cây tự nó theo uống theo tự nhiên của nó. Này không có sắp đế nữa cái này mà. Để tự nhiên không có đẹp gì. Rồi em vô cái hoành đi. Cây này nó cũng chạc nở nha cô chú. Em đo nhiều vị trí hay. Vị trí này là 40 luôn nè cô chú. 40 hoành. Rồi em đo nhóm lên luôn nè, nó 37 nè. Thì chỗ nào cũng cái thân thôi á, nhưng mà tại nó nở. 37 á, 40 em tính 37 thôi. Từ 37 40. Dạ, nó cũ. Nguyên cũ đặt quẹo luôn nè, 140 nè cô chú. Tính 140 rồi ha. Sạch luôn đó. Sạch luôn. Nó hơi sổ xuống đo luôn. 28 ha. Tới mùa này 23 28. Quá khứ luôn nha cô chú. Đặt sạch luôn nha. Rồi cây mã số 3 cây tứ quý này em giao lưu với cô chú là 7 triệu nha cô chú. 7 triệu cây số 3. Cây khủng khiếp đế luôn nha cô chú. Hôm nay em có 3 cây tứ quý, cô chú nào chốt hết em để giá hữu nghị cho cô chú luôn. 3 cây cây nào đấy cũng đẹp hết. Số 4, tiếp theo cây số 4 nha, cây này như đế sắp vậy nha cô chú. Cây này cái phom tàn nó tàn đa lửng lửng nha, em để gì luôn ha. À, tán ngang là 80 ha. Chiều cao em đo tới dây đế này là 72. Em để lửng vậy ha, cô chú mình muốn chơi ngắn thì mình về mình rút cho lực xuống ha. Đây, bộ đế hết với bộ đế luôn nha cô chú. Như đế sắp luôn. Còn hơn mai sắp đế nữa. À, ở đây, trong đây là nó có cộng đế chà bá lửa luôn mà không có moi ra ha. Đây, tại vì rễ ngoài này nó cứng hết chân nè. Hối thác chưa? Cộng bành bành không mà nó kẹo hết chân nè. Khích hết chân luôn. Cây rễ nó bự hơn cây số 3. Cũng to lực hơn, còn bành bành là bự hơn. Cây này thì cốt cạnh nó lực nha cô chú, nó cốt cạnh nó quá trời. Còn cây số 3 nãy thì nó được cái củ đế. Đó, cô chú mình muốn chơi lùng thì cắt lùng xuống ha. Còn em đẩy cái tàn nó, cái form nó là lỡ cho cô chú dễ xử. Quá đẹp luôn nha cô chú. Cây này là cây nằm mô nha cô chú. Cây này chủ nhà người ta có dời rồi, bởi vì đế nó giữ lắm đế luôn. Rễ con ở dưới cái mặt bầu ở dưới là kẹo hết trơn. Rồi, chưa hoành. Hoành vị trí này 38, 39 nha cô chú. 39 ha. 39. Này nó cũng nâng lắm nè. Trên đây nữa còn 38 nữa nè cô chú. Nó sẽ dịch tiếp xíu à. Rồi, xước cái đầu thước luôn rồi. Cái đường kính bầu này là 68. Quá khứ. Cốt cạnh là lực lực không nha cô chú, thoát thân của nó là chưa được gan nữa nha cô chú. Thắt cái chi cành cao là mới được gan á. Dạ. Hợp lý luôn á, cốt thoát thân là ngon lành luôn.
Rồi cây mã số 4, cây này em giao lưu với cô chú là giá 8,5 triệu cô chú ơi. Cây thân tàn đế đều đẹp hết. 8,5 triệu. Rồi đổi cái thước này luôn, cái xúc ở đầu. Rồi tiếp theo là một siêu phẩm luôn nha cô chú. Đây, em này là thân lắc luôn nha. Chiều cao em đo tới cái ngọn tới dây đế thôi là 90. Cái tán lỡ lỡ gì là được 75. Quá trời luôn, cái đường kính bầu là 77. Quá khứ nào đế luôn nha cô chú. Cái này là đế tự nhiên luôn nha, mà nó đặt cứng luôn nha. Nguyên một khối luôn á. Càng hẹt là đế còn này là cứng nhắc luôn. Đây cái cây này em, cái cốt này đúng ra là em phá cho nó liền gì luôn nha cô chú. Thì thấy được cái co lắc nó rất là đẹp nha. Nhưng mà tại nó có cái cành hồi em thấy em bỏ cũng ổn nha. Thì em để gì cho cô chú mình về mình thích để gì thì mình để, không thì mình cắt, cắt xuống luôn. Cắt xuống là nó lộ ra cái cây này lắc đẹp lắm nha cô chú. Quá khứ cái nội đế luôn, là đặt kẹo luôn, tự nhiên luôn, không có chỉnh sửa, không có kéo cung rễ nào luôn nha cô chú. Nó vậy luôn đó, nguyên khối là về cô chú trọng vậy luôn đó. Lồi nguyên khối lên vậy đó. Thân lắc ha, có cành cái đọt nó hồi về luôn nha cô chú. Đó. Em cắt nó còn dài ha, cô chú mình về rút ngắn lại nha. Rút ngắn cái cây lại nhìn là nó phê hơn nha. Quá khứ luôn, đặt cứng luôn, mà nó đều quá chứ, mà nó không có chống bên nào hết. Cái này nhỏ nhưng mà nó quá trời nó đế à. Đế vậy mình mạnh cũng to, nuôi đế không mà. Rồi em vô hoành ha. Hoành thì không lớn lắm. Hoành này 37 nha cô chú. 37 nha. Cây này cũng cỡ cỡ nhau. Nó tuốt trên này luôn. Chứ cô chú tham khảo trên đây nó hơn 35 nè. Nó nâng cây lắm nha cô chú. Nó có cái co rất là đẹp nha. Em đo. Cứng ngắt rồi tới mặt bầu luôn nha cô chú. 180 nha. 180 cứng ngắt luôn nha. Cái độ dài của nó gì là 40. Rồi cây mã số 5 này cô chú, em giao lưu với giá 15,5 triệu nha cô chú. Cây này là bao cô chú này, cây cây chuẩn, cây đẹp luôn ha, từ đế cho tới thân tới chi cành luôn nha. Thân nó lắc luôn. Cái quý mà kiếm cái cây nó lắc gì là khó nha cô chú. Cây này bao với cô chú về mình gọt cái này bỏ luôn ha, là nhìn cái cây phê luôn. Rồi tiếp theo là cây số 6 đây. 6 là cây thành phẩm của cô chú ơi. Cây này cũng em ghép cũng mấy tháng rồi ha, cây siêu bông Sài Gòn. Dạ. Chiều cao em đo tới ngọn gì là được 83. Tán ngang em cũng lấy 83 thôi. Sẵn gần đo hoành cho xem luôn cho lẹ. Hoành vị trí này 45 nè cô chú. 45 ha. Nở dưới 49 luôn. Rồi cái bầu nó là 108. Kinh đế. Cái này đang nằm trong cái chậu rồng nha cô chú. Chậu rồng gia lưu ha. Đây cây này đây Tết là nó ra thêm mấy cây nữa là chơi ngon lành luôn nha cô chú. Có bông chi Tết luôn. Cái này, đây là có bông chi Tết luôn. Bông là chắc luôn, bây giờ nó đang lên kim rồi, có lên kim. Ừ. Ừ. Chi cành nó cũng sát sát điệu chứ nè. Điệu hết. Chi cành nó rất là điệu. Sát sát thôi, thì ok.
đã bự, nhìn bé chứ mình ra ngoài nhìn cũ nở. Cây này thì em bán luôn cái chậu ha, ship luôn cái chậu cho cô chú mình ha, là em bao ship 200 km là giá 6,5 triệu nha cô chú. Cái chậu này không giờ cũng hết chịu chịu ngoài rồi cô chú ơi. Và tiền ship nữa. Trời, đúng rồi, tức cái chậu ra cái cây này cũng ok. Dạ. Chậu này sẵn rồi, rất khỏe, mình nhẹ chăm sóc luôn. Chậu này mình chơi cũng được rồi, cũng chuẩn rồi. Tiền công ship tiền này cái chậu không cũng chịu mấy xa xa. Siêu bông Sài Gòn á, mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn. Rồi còn cây cây thọ hương cuối. Rồi tiếp theo mã số 7 rồi chú ơi. Cái này cây mai vàng ghép thọ hương á, chiều cao 1,5 m. Tán lá nó em tính 1m3, 1m2, 1m3 thôi. Cây này gút thọ hương nha cô chú, Tết cũng chơi bông ok luôn. Thọ hương thì nó lên nụ lẹ lắm nha cô chú, nó lên một cái là ngào. Mau tóc hành nó lặt nữa là chịu lên nó mau. Cây này gốc cũng bự nha. Đế đều hết. Đâu hoành luôn. Hoành vị trí này 43 nha cô chú. Cũ. Hoành 43 lên là tầm trung bự rồi, không có nhỏ. 60. Chậu phẩm phẩm. Cốt cành đều hết. Cái này clip rồi em cũng có quay nha cô chú. Nói chung cũng có nhiều khách trả mà ở xa không à. Xa quá xa, xa hút 200 cây luôn em không bán được. Chứ nhiều khách trả lắm. Mình vô dây dằn xương xương hết rồi, cho nó đều tàn rồi Tết là mình chơi ngon lành luôn. Kính chân à, đây mấy cây nữa là nó ra còn dữ, nó còn bự nữa. Bông 3, bông 4 nè. Ngày con đinh chậu để ngoài nó bự lắm, để trong đây nó. Ừ. Điều sẵn là ngon à, điều nữa mình chọn đều hết tàn thì chọn đều hết, em bẻ dây sữa là đều. Màu lớn, màu bự, tàn chín. Nở bông cái rộ nha đẹp. Rồi cây cúc thọ hương này em giao lưu với cô chú là cũng 6,5 triệu luôn nha cô chú. Cây mã số 7 nha, cây cuối clip luôn ha. Thì em cây này cũng cuối clip rồi, em cũng rất mong cô chú mình xem clip và yêu thương ủng hộ em clip này ha. Được mau lẹ, em xin cảm ơn và xin chào cô chú.